Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng về giới thiệu cho anh em tiếp được một cục công suất 5 thớt liền Panasonic D30 bãi Nhật. Hàng về đẹp leng keng luôn anh em nhé. Con này độ đẹp còn khoảng 98% luôn. Nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, cái mặt nó sơn cái màu sơn kiểu là nó không hẳn là đen nhé. Nó đen như kiểu nó nhũ đá ấy. Nó cái màu nhũ đá ấy. Anh em nhìn kỹ này, nhũ như kiểu nhũ đá, nhìn rất là đẹp luôn anh em nhé. D30 logo của nó vàng chóe luôn anh em. Con này bãi Nhật về rất là đẹp. Đây vẫn còn nguyên cái tem chữ Nhật của chắc của bác nào bên Nhật bác dùng bác dán cái tem chữ Nhật vẫn còn để nguyên đây. Em không muốn lột tại vì để nó cũng đẹp mà. Đấy, để nó cũng đẹp mà, chẳng có gì phải lột đi cả. Anh em về anh em không thích anh em lột đi nhé. Đấy, dàn rất là đẹp luôn. Con này nó sử dụng cái núm volume của nó là volume số anh em nhé, xoay êm ru luôn, nó chỉnh bằng số chứ nó không lẹt dẹt, nhưng mà là mấy cái âm ly mà chỉnh bằng 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 volume cơ đâu anh em nhé. Đây đấy, mình xoay là êm ru luôn đây nhá. Tất cả các cần gạt của nó chỉnh âm sắc rất là êm luôn, nó là phím bấm chứ không phải cần gạt. Nếu mà cần gạt thì nó dễ bị lẹt xoẹt, nhưng mà con này nó là phím bấm anh em nhé. Đây anh em nhìn em bấm này, để em về cho chế độ bình thường nhé. Để chế độ bình thường em bấm cho anh em này. Đây chế độ đây là chế độ flash là chạy thẳng nhé, không chỉnh. Chế độ chỉnh đây. Đấy. Đây chế độ chỉnh. Đây em ấn cho anh em này. Từng phím một nhá. Đấy, ấn phím nào lên phím đấy luôn, rất là ngon. Đấy, êm ru như mới. Rất ngon. Các chế độ nháy theo nhạc ở đây. Đây nhé, các chế độ nhảy nhảy nhạc ở đây anh em nhé. Đấy, chế độ đèn vẩy này. Đèn vẩy kép. Đèn mưa rơi. Đèn dâng. Đèn dâng lưu đỉnh. Có đủ hết. Rất là đẹp. Đấy, chỉnh âm sắc lên cái nghe nó bén hẳn anh em ạ. Cái phần băng cassette này thì em không test, nhưng mà em nhìn qua bên trong thì là cái cu doa vẫn thấy của nó còn tốt anh em nhé. Cu doa nhìn vẫn thấy tốt. Và cái bánh tì em nhìn qua thì thấy là tốt. Bánh tì với cả cái đầu từ kìa, về anh em vệ sinh là dùng được. Nếu anh em sử dụng băng cassette thì về anh em vệ sinh đi nhé. Em hiện tại em bán cho anh em là em bán hệ công suất và ọc lọc xì thôi. Để anh em chỉnh âm sắc, anh em nghe nhạc bình thường hay nhé. Chỉ có số ít anh em mới chơi đến cái đầu, đến cái phần băng cassette với cả phần đĩa CD là chỉ có số ít anh em mới chơi thôi. Đấy, lâu không dùng này. Đấy. Cơ ra vào vẫn ra vào rồi anh em nhé. Đấy. Hơi kẹt cái gì ấy. Này, cái này nếu mà anh em về anh em nếu anh em sử dụng ấy, thì anh em phải sửa chữa đi nhá, sửa chữa cái phần CD với phần cassette đi. Nếu anh em sử dụng anh em sửa chữa đi nhá. Em thì em không bán về cái đồ liên quan đến CD và cassette là em không có sửa, không có làm. Anh em để ý kênh em suốt thì sẽ thấy đấy, những cái đồ mà liên quan đến cassette này, CD là em không có xử lý đâu. Cứ kệ anh em, về anh em muốn nghịch nào anh em nghịch. Còn em bán cho anh em là chỉ bán cái phần tầng công suất sử dụng này và cái phần lọc xì mình sử dụng sau cho mình chỉnh âm sắc, mình cắm điện thoại, tivi, máy tính. Những nhu cầu cơ bản là nó hay nhất có thể. Đấy, rất là đẹp, rất là ngon anh em nhé. Con này là thiết kế là 5 thớt liền. Đấy, nên là nó khá là cao to nhé. 5 cơ thớt liền nên nó rẻ chỉ hơn 1 triệu thôi. Chứ còn nếu mà 5 thớt rời như thế này ấy, em nói thật với anh em là nguyên cái lọc xì mà 5 thớt rời của cái size như thế này ấy, nó phải vào khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi rồi. Đấy, chưa kể cái âm ly khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 nữa. Đấy, còn các cái thớt khác chưa tính tiền đấy anh em nhé. Nó phải vào loanh quanh mức 4 triệu hoặc nếu mà CD ngon hết thì nó phải trên năm, nó phải gần 5 triệu. Nếu cả CD cassette ngon hết thì phải gần 5 triệu một cái bộ thớt mà rời. Đây nó là liền cục nên là anh em sẽ rất tiết kiệm rất là nhiều mà nhìn nó cũng rất là đẹp anh em nhé.
nó không bị rối rắm, nó không phải kết nối dây nọ sang dây kia loằng ngoằng, nó liền cục nên rất là dễ sử dụng, rất là đẹp. Nó là hàng bãi về nên là nó còn rất là đẹp anh em nhé. Đây em quay phía sau cho anh em đây. Đây là dây loa anh em nhé, dây loa em vừa đấu loa cho anh em đấy. Con này em vừa đấu phang bát 27 cho anh em luôn đấy. Anh em đấu loa cái bát loa càng to thì cái trường lực bát nó đánh càng sướng anh em nhé. Nhưng mà anh em lưu ý những cái bát của Nhật, bát hàng xịn anh em nên đánh, còn mấy con bát mà bát full ấy, ở hàng Việt Nam với hàng tàu thì mình không nên đánh, tại vì đánh những cái loại thì côn to nó khó đánh, nó không như cái hàng Nhật. Hàng Nhật thì nó êm ái nó dễ đánh. Đây nó sản xuất tại Nhật luôn anh em nhé, made in Japan, điện 100V, công suất là 133W, rất là khỏe nhé. Con này nếu mà anh em ghép gia đình, anh em có thể như con em ghép đôi loa vừa rồi này, em có thể thêm vang và hát karaoke rất là ngọt luôn, rất là hay, khỏe đánh nhầm dầm. Hàng bãi rất là đẹp anh em nhé, anh em nhìn đấy, cái nước sơn này rất là đẹp nhé, không có hoen gì một tí nào luôn, rất là đẹp. Đây cầm tín hiệu điện thoại vào chỗ này anh em nhé, chỗ này. Đây là cái cắm loa, em đo kích thước cho anh em nhé. Đây là dây nguồn anh em mua, em sẽ cho anh em đầy đủ dây nguồn nhé. Con này anh em lưu ý nó là sử dụng điện 100V nhé. Đây đo luôn cho anh em này, con này size ngang của nó là size 36 anh em nhé. Đây size ngang 36, chiều cao của nó là 49,5, cho nó 50 đi, chiều sâu của nó 30 anh em ạ, sâu tầm 30 anh em nhé. Đấy cái giá em để cho anh em với cái giá là chỉ 1.800.000 thôi, 1.800.000 cái cục này anh em nhé. Đấy, 1.800.000, rất là rẻ. Nếu anh em bình thường anh em mua nguyên cái lọc xì đã 2.500.000 rồi, đây nó liền cục nên là em để cho anh em giá rẻ, mà mình nhập về nó cũng rẻ, để cho anh em rẻ thôi. Rất là hay mà rẻ, 1.800.000. Anh em về ghép loa chơi Tết. Đấy. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.